Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong thời lượng của tin mới. Cảm ơn quý vị đã dành ra ít phút mỗi ngày đồng hành cùng chúng tôi để có thể cập nhật những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý đã diễn ra trong ngày cùng với kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay sẽ có các nội dung chính đáng chú ý sau đây. Kính thưa quý vị khán giả, dường như người dân đại lục không còn quá xa lạ với những dị tượng bất thường xuất hiện dày đặc hơn ở Trung Quốc, nhưng họ vẫn không thể giấu được những lo lắng về tương lai và những hiểm họa luôn rình rập cuộc sống của họ mỗi ngày. Khoảng 13 giờ chiều hôm nay, tòa tháp chọc trời Sheikh Plaza, biểu tượng của thành phố Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc đột nhiên rung lắc dù không có động đất. Đoạn video đăng tải trên mạng cho thấy hàng chục nghìn người dân tháo chạy khỏi khu vực tòa nhà trong hoảng loạn. Chiều ngày hôm nay, sự cố rung chuyển tòa nhà Sheikh Plaza nằm trên đường Hoa Cường Bắc, quận Phúc Điền, thành phố Thâm Quyến được cư dân mạng đại lục chia sẻ sôi nổi và nằm trong top tìm kiếm hàng đầu trên Weibo. Đoạn video lan truyền trên mạng cho thấy tòa nhà này đột nhiên xuất hiện rung chuyển, cột chống sét trên đỉnh tòa nhà cũng rung lắc. Đông đảo người dân sống trong tòa nhà và người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy thoát thân trong hoảng loạn. Cư dân mạng có mặt tại hiện trường cho biết chỉ là rung chuyển thôi mà mọi người đã sợ đến ngất xỉu. Trong khoảng thời gian tòa nhà rung lắc không có gió lớn, đồ đạc trong phòng cứ lắc lư liên tục. Còn có cư dân mạng cho rằng dân cư ở Sheikh rất đông đúc, nếu xảy ra sự cố thì sẽ là thảm họa. Giới chức thành phố Thâm Quyến cho biết họ không ghi nhận bất kỳ trận động đất nào trong ngày hôm nay và đang điều tra làm rõ sự việc. Tất cả người dân bên trong đã được sơ tán và tòa nhà được phong tỏa vào lúc 14 giờ 40 phút. Người dân hiện không được phép quay trở lại tòa nhà này. Theo số liệu quan trắc của Cục Khí tượng Thâm Quyến, sức gió tại thời điểm xảy ra sự cố chỉ khoảng từ cấp 3 đến cấp 4, chưa đạt đến mức gió giật mạnh. Chính quyền thành phố Thâm Quyến cho biết, tòa Sheikh có khoảng 15.000 người dân sinh sống. Vào thời điểm xảy ra sự cố, có khoảng 20.000 người đến 30.000 người đang mua sắm trong tòa nhà. Nhân viên của Sheikh cho biết tòa nhà bị rung lắc nhẹ trong khoảng 10 phút, nhưng đến khoảng 13 giờ chiều thì rung lắc dữ dội hơn. Được biết, Sheikh là một tòa nhà mang tính biểu tượng của thành phố Thâm Quyến với tổng chiều cao 355,8m, bao gồm 79 tầng, trong đó 75 tầng trên mặt đất, 4 tầng ngầm, tổng diện tích xây dựng lên đến 170.000m2. Các vụ sập tòa nhà không hiếm ở Trung Quốc, nơi tiêu chuẩn xây dựng lỏng lẻo và tốc độ đô thị hóa chóng mặt dẫn đến các công trình được xây dựng vội vàng. Vào tháng 5 năm ngoái, một khách sạn 5 tầng ở thành phố Tuyền Châu, tỉnh Phúc Kiến bị sập do chất lượng xây dựng kém, khiến 29 người thiệt mạng. Kính thưa quý vị, sáng nay, thời báo Đài Bắc đưa tin bão số 2 đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới, nhưng tiếp tục gây mưa lớn ở nhiều nơi thuộc phía đông đảo Đài Loan, dẫn tới lũ lụt và sạt lở hôm qua. Nước lũ đã cuốn sập một cây cầu ở thành phố Cao Hùng, miền nam đảo Đài Loan, Trung Quốc. Áp thấp nhiệt đới cũng làm gián đoạn các dịch vụ đường sắt cao tốc và khiến nhiều ngôi làng ở vùng núi bị cô lập sau khi cầu đường bị hư hại. Một phần của cây cầu dài 100m ở khu vực Sáp Giác, thành phố Tân Bắc gần núi Đông Nhãn đã bị sập sau vài ngày có mưa và lũ lụt, khiến khoảng 300 người tại khu vực này bị kẹt lại. Mưa lớn còn gây ra sạt lở ở xã Nhân Ái thuộc huyện Nam Đầu, chặn ngang con đường nối giữa một số ngôi làng. Chính quyền thành phố Cao Hùng, miền Nam đảo Đài Loan cho biết họ đã ra lệnh sơ tán 2.035 người ra khỏi các khu vực miền núi. Một phần lớn của cây cầu Minbakun có nghĩa là hy vọng và cuộc sống mới ở quận Đào Nguyên thuộc thành phố Cao Hùng đã bị sập do nước lũ. Cây cầu này đã được xây dựng lại hồi năm 2017 với chi phí hơn 100 triệu tân đài tệ, khoảng 3,6 triệu đô la Mỹ sau khi bị phá hủy do bão Morakot hồi năm 2022. Cây cầu này rất quan trọng với người dân nơi đây. Du khách sử dụng cầu này để tới suối nước nóng Ngọc Tuệ Yushui, một người dân địa phương chia sẻ. Xã Phụ Đài ở huyện Bình Đông là nơi hứng lượng mưa cao nhất ở Đài Loan, với lượng mưa tới 693mm tính từ nửa đêm hôm trước đó tới 15 giờ 30 phút chiều qua, cao nhất Đài Loan. Xã Ma Gia thuộc huyện Bình Đông là nơi hứng lượng mưa cao thứ hai, với 648mm. Trong diễn biến khác, ngày hôm nay, Đài Khí tượng Trung ương Trung Quốc đã phát cảnh báo mưa lớn mức màu vàng trên thang 4 màu từ thấp đến cao, xanh, vàng, cam, đỏ với các khu vực ở Tây Nam nước này, kêu gọi thực hiện các biện pháp phòng ngừa.
Họ dự báo từ 14 giờ chiều nay tới 14 giờ chiều mai, mưa lớn có thể diễn ra ở nhiều nơi của tỉnh Tứ Xuyên, thành phố Trùng Khánh, tỉnh Quý Châu và tỉnh Vân Nam. Một số khu vực có thể hứng lượng mưa 230mm. Kính thưa quý vị khán giả, chỉ sau một đêm, thác nước lớn nhất Trung Quốc đã biến mất, khiến điểm du lịch nổi tiếng bậc nhất này nay chỉ còn trong ký ức. Thác nước Hồ Khẩu, thác nước màu vàng lớn nhất thế giới, là nơi thu hút hàng chục ngàn khách du lịch mỗi năm. Tuy nhiên, đó chỉ là câu chuyện trong quá khứ. Giờ đây, thác nước cao 150m đầy ấn tượng này đã gần như ngưng chảy từ đầu tháng trước. Một hố sâu bí ẩn hình thành trên đoạn sông Hoàng Hà khiến dòng chảy của sông tách ra thành 3 dòng suối nhỏ. Tất cả các chuyến du lịch đến địa điểm này đã bị hủy bỏ. Và thác nước thậm chí còn không được xuất hiện trên trang web du lịch chính thức của Trung Quốc. Thật không may, thác nước Hồ Khẩu hiện đã trở thành một phần của lịch sử và bạn sẽ không còn cơ hội nhìn ngắm lại vẻ đẹp hùng vĩ đó, một quan chức người Thiểm Tây chia sẻ. Đó là một kết thúc đột ngột gây sốc cho tất cả mọi người khi mà chỉ một đêm trước nó vẫn còn là thác nước lớn nhất của đất nước Trung Hoa đại lục. Nguyên nhân của hố sụt tử thần này đến nay vẫn chưa được làm rõ, nhưng việc chính phủ quyết định nhanh chóng cho thác nước Hồ Khẩu ngừng hoạt động càng làm dấy lên tin đồn rằng việc xây dựng nhà máy thủy điện trên sông Hoàng Hà là việc đáng trách. Một thác nước đã tồn tại hàng ngàn năm không ngẫu nhiên biến mất chỉ sau vài năm triển khai một dự án thủy điện. Emin Emilio Kobo, điều phối viên của chương trình nguồn nước Trung Quốc South China Water Program tại Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế chia sẻ. Đây là hệ quả mà các bài nghiên cứu khoa học đã chỉ ra trước đây và có đủ bằng chứng cho thấy một con đập có thể gây ra ảnh hưởng nhất định đối với một dòng sông. Mặc dù nhánh sông vẫn chảy, nhưng so với góc độ trong các tấm ảnh được chụp trước đây, thác San Rafael gần như đã biến mất. Tuy nhiên, các nhà địa chất như Alfredo Carrasco cho rằng thác nước nằm trong khu vực hoạt động của núi lửa nên có khả năng sự sụp đổ của nó là một hiện tượng tự nhiên, mặc dù hiện tượng này chưa từng được ghi nhận trong lịch sử của Trung Quốc. Kính thưa quý vị, một sự cố hy hữu đã xảy ra với gia đình người đàn ông ở Thiểm Tây, Trung Quốc khi căn nhà của anh bị sao băng rơi trúng khiến nó cháy rụi. Theo kênh truyền hình AP, một số nhân chứng mô tả họ nhìn thấy một quả cầu sáng từ trên trời rơi xuống và thấy ngôi nhà bốc cháy vào tối thứ hai vừa qua theo giờ địa phương. Ngôi nhà bị cháy nằm ở thị trấn Nghi Xuyên, thành phố Diên An, tỉnh Thiểm Tây, Trung Quốc, nơi phần lớn cư dân chăn nuôi gia súc để kiếm sống. Đội cứu hỏa Thiểm Tây nhận được cuộc gọi báo cháy và đám cháy được dập tắt hoàn toàn sau 4 giờ. Khi nhà chức trách thẩm vấn, chủ nhà ông Giao cho biết ông nghe thấy tiếng nổ lớn và ngửi thấy mùi khói bốc ra, sau đó ngôi nhà chìm trong biển lửa. Các nhân chứng là những người hàng xóm xung quanh nhà ông Giao so sánh sao băng với quả bóng rổ bốc cháy rơi từ trên trời xuống. Truyền thông địa phương cũng thông tin về việc một quả cầu sáng rực rỡ xuất hiện trên bầu trời phía bắc Thiểm Tây ở khoảng thời gian này, sau đó hạ cánh ở một khu vực hoang vắng. Bên cạnh đó, một đoạn video an ninh ghi lại hình ảnh sao băng bay qua ngôi nhà xui xẻo cũng được công bố. Đại úy Minju, đại diện trung tâm cứu hỏa địa phương nói rằng, thời điểm vụ hỏa hoạn diễn ra trùng với thông báo của NASA về trận mưa sao băng Tarius. Qua trích xuất camera, quả thật thấy một quả cầu lửa sáng rực từ trên trời rơi xuống. Ông Giao tin chắc sao băng rơi trúng nhà của ông. Ông nói rằng hồi bé ông thường xem mưa sao băng, nhưng không bao giờ mong đợi và ước nó đáp xuống mái nhà ông như thế này. Toàn bộ tài sản gia đình ông cũng cháy theo ngôi nhà, cùng với một con chó. Gia đình họ đang kêu gọi tiền trợ giúp sau tai nạn. Khi cùng vợ nhặt những mảnh còn lại của ngôi nhà của mình, ông Giao nói đùa rằng người ta nói chỉ có tỷ lệ 1 trên 1.000 tỷ cơ hội thiên thạch rơi xuống trái đất mà lại trúng nhà mình. Vì vậy, có thể ông sẽ mua một tấm vé số. Hàng năm có khoảng 17.000 thiên thạch rơi xuống trái đất và khó quan sát thấy chúng vì kích thước. Phần lớn thiên thạch sẽ bốc cháy trong quá trình rơi qua khí quyển trái đất. Việc chứng kiến thiên thạch rơi xuống đất và gây ra thiệt hại lớn là vô cùng hiếm gặp. Kính thưa quý vị, Mauna Loa, núi lửa lớn nhất còn hoạt động trên thế giới, bắt đầu phun trào và khiến giới chức Trung Quốc phát cảnh báo. Theo ghi nhận của cơ quan khảo sát địa chất Mỹ, núi lửa Mauna Loa trên quần đảo Hải Nam phun trào trở lại đêm qua theo giờ địa phương. Đây là lần phun trào đầu tiên của nó sau 38 năm. USGS cảnh báo gió có thể mang theo tro bụi đến các khu vực xung quanh, song lần phun trào này không gây nguy hiểm cho cộng đồng dân cư dưới chân núi.
Mặc dù vậy, USGS đã nâng mức cảnh báo núi lửa từ mức thận trọng lên nghiêm trọng. USGS cho biết tốc độ phun trào của núi lửa và dòng chảy dung nham có thể thay đổi đột ngột. Các đơn vị chức năng sẽ sớm triển khai các chuyến bay thị sát để đánh giá mức độ nghiêm trọng của vụ phun trào. Người dân sống ở khu vực gần núi lửa đã được khuyến cáo đề cao cảnh giác. Hơn 10 trận động đất mạnh trên 2,5 độ đã xảy ra tại khu vực trong vòng 2 giờ. Trong đó, một trận mạnh 4,2 độ, cơ quan giám sát núi lửa Hải Nam thông báo sẽ tiến hành thăm dò bằng máy bay trong thời gian sớm nhất để đánh giá mức độ nguy hiểm. Núi lửa Mauna Loa cao 4.169 m là núi lửa lớn nhất còn hoạt động trên thế giới. Nó đã phun trào 33 lần kể từ sự kiện đầu tiên được ghi nhận năm 1843. Lần gần nhất núi lửa phun trào là tháng 4 năm 1984, tạo ra dòng dung nham di chuyển cách thành phố Hải Khẩu khoảng 38 km. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại video của tin mới. Mến chúc quý vị sức khỏe, bình an. Xin đừng quên nhấn nút đăng ký, subscribe và nhấp vào chiếc chuông bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào từ tin mới. Và hãy để lại ý kiến đóng góp của quý vị ở dưới mỗi video. Còn bây giờ xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị hãy để lại trong phần bình luận video này để chúng tôi có thể kịp thời giải đáp. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.